đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Từ chuyện đời mình, nam em nói về triết lý tình yêu khiến ai nghe cũng chua xót. Thành công trong sự nghiệp là thế, nhưng đường tình duyên của nam em lại gặp không ít lật đật. Trải qua vài ba mối tình dang dở, nam em tự rút ra cho mình nhiều triết lý trong tình yêu. Trên trang cá nhân, nam em thường xuyên có những dòng trạng thái đầy tâm trạng sau những mối tình tan vỡ. Nam em từng chia sẻ, người ta ném em vào bầy sói hay bước ra khi trở thành con đầu đàn. Là phụ nữ phải mạnh mẽ và ngoan cường trong tình yêu để bản thân sống một cuộc đời thật xứng đáng. Yêu cái gì cũng vậy, phải thật sự tỉnh táo. Women can do everything men can do. Follow your dream and be strong. Tạm dịch, phụ nữ có thể làm tất cả những gì đàn ông có thể làm, theo đuổi ước mơ của bạn và mạnh mẽ. Trước đó, trong một chương trình, nam em tâm sự đến hiện tại. Vết thương lòng không hết được, chỉ có thể mờ đi, nên cô thường đau khi nhắc lại những chuyện tình đã qua. Tôi yêu ai cũng sâu đậm hết, vì một khi đã yêu, tôi xác định thật lòng với người ta. Tôi luôn cho trái tim, bản thân mình một cơ hội để tìm kiếm tình yêu đích thực. Chất xúc tác để tôi rung động nhanh nhất là trong một thời điểm nào đó chỉ cần nói em yên tâm, hay thời điểm khác nói em lạc quan lên, có anh đây. Mỗi một giai đoạn, chỉ cần người đàn ông đó đến và nói đúng thứ mình đang cần thì tự nhiên mình rung động liền. Sau những cuộc tình không trọn vẹn, nam em nhận ra rằng không chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống, mỗi người phải sống vì bản thân mình trước. Tôi yêu, tôi cho người ta biết nhiều về tôi quá, nên người ta cảm giác tôi luôn ở đó để chờ họ. Nam em từng tâm sự ngày xưa, cô luôn xem tình yêu là số 1. Giờ đây cô biết cách cân bằng giữa chuyện tình cảm, công việc, sự nghiệp. Sau sóng gió, nam em thấy mình sống thực tế hơn. Thậm chí chân dài khẳng định, nếu không tìm đúng người thì cô sẽ không kết hôn với ai. Bởi lẽ cô thích một cuộc sống an lạc, không muốn bản thân phải tiếp tục đau khổ. Gần đây, lùm xùm nam em bị Bạch Công Khanh ngó lơ, mặc dù trước đó cả hai rất thân thiết, đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau ồn ào này, khán giả dành tình thương cho nam em nhiều hơn, bởi dù gặt hái được nhiều thành công trong nghệ thuật, nhưng chuyện tình cảm gặp không ít vết thương lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.